nông sản đặc sản của quê hương quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang theo dõi chương trình Câu chuyện sở hữu.